Hàng loạt hình ảnh camera của các phòng ngủ, spa bị lộ ra ngoài bởi đã có những đối tượng hack các tài khoản camera rồi trao đổi mua bán trên mạng. Cảm giác đầu tiên là cảm giác rất là bất an, luôn luôn là có người nào đó người ta đang theo dõi mình. Thậm chí các đối tượng còn lắp đặt camera quay lén ở nhà vệ sinh công cộng, ký túc xá sinh viên để bán rẻ cho các đối tượng xấu. Nó có thể ảnh hưởng từ tới an ninh quốc gia, tới trật tự an toàn xã hội. Cái giá nào phải trả cho những hành vi đồi bại này? Vâng, thưa quý vị, từ phòng ngủ spa làm đẹp đến các cửa hàng thời trang, phòng khám, rất nhiều camera cá nhân đang bị một nhóm đối tượng trao đổi, mua bán trên mạng. Hình ảnh ghi lại được là cảnh sinh hoạt của nhiều cặp vợ chồng, cảnh thay đồ, hầu hết là ở trạng thái hớ hênh, không mặc quần áo. Nhiều nạn nhân dẫu từng biết nhiều vụ việc bị lộ camera, thế nhưng vẫn không bao giờ nghĩ là nó lại rơi vào trường hợp của nhà mình. Việc hack camera đã trở thành mối lo cho rất nhiều gia đình. Khi được tham gia vào các nhóm này trên Zalo, một thế giới mua bán hình ảnh camera nhộn nhịp đã hiện ra với những hình ảnh hở hang, nhạy cảm. Tùy vào số tiền, tài khoản camera của các nhà riêng, phòng ngủ, cửa hàng quần áo, spa, thậm chí là cả phòng khám phụ khoa cũng sẽ được cung cấp cho khách có nhu cầu. Lần theo các hình ảnh, chúng tôi đã biết được chủ nhân của một số camera này. Cái cảm giác đầu tiên là cảm giác rất là bất an. Luôn luôn là có người nào đó người ta đang theo dõi mình. Đó lại là cái hình ảnh hacker trích xuất ra từ cái camera ở trong phòng nhân viên. Thì có thể là sẽ bị lộ một số hình ảnh nhạy cảm khi mà ví dụ nhân viên thay đồ chẳng hạn. Nạn nhân bất ngờ cũng đúng, bởi hệ thống camera này được thiết kế và lắp đặt ngay từ khi xây nhà với chi phí hàng chục triệu đồng. Hôm nay thì cái hệ thống này là nó có tự nhiên nó có thêm 4 cái tài khoản. Chắc chắn là cái tài khoản này đã có người vào tạo thêm quyền admin ấy. Nếu mà không phải là đơn vị nói chung là chuyên hacker ấy, nó có thể có phần mềm nó bẻ khóa tất cả những cái phần đấy thì vào được. Còn nạn nhân này là người có lượng theo dõi cao trên mạng xã hội. Anh rất sốc khi biết camera trong phòng ngủ của vợ chồng mình bị lộ và đã thử tìm nhiều cách để giải quyết vụ việc. Lúc mà mình báo lên cái bên công ty camera thì họ nói là có một cái số điện thoại đã hack camera của nhà mình từ tháng 8 luôn rồi. Thì cái người đó họ đổi cái tài khoản thành số điện thoại của họ luôn. Rồi họ chỉ chia sẻ mình là cái người được chia sẻ camera thôi, nên là hai vợ chồng không có biết là bị hack á. Công việc của mình vẫn đang diễn ra nhưng mà về tinh thần làm việc thì cũng chỉ còn khoảng 40-50% thôi. Đây chỉ là hai trong số hàng trăm nạn nhân bị hack camera ở trên nhiều tỉnh thành trên khắp cả nước. Bất kỳ camera nào cũng có thể đang bị các đối tượng xấu xem trực tiếp mỗi ngày. Vâng, khi camera được thực hiện đúng chức năng của nó thì sẽ mang lại hiệu quả tốt. Tuy nhiên khi bị những đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi thì sẽ gây ra những hệ quả nghiêm trọng. Và điều mà ekip phóng viên bất ngờ là đường dây này không trừ một đối tượng nào trong xã hội cả. Không chỉ là người nổi tiếng, cán bộ công an mà hàng trăm học sinh sinh viên cũng là nạn nhân khi bị quay lén ở phòng tắm. Những video này bị tàng trữ, trao đổi, phát tán sẽ gây ra rất nhiều hệ lụy, không chỉ là đối với cá nhân người bị hại mà còn là an ninh, an toàn trật tự xã hội. Giá camera cho nhóm thường, học sinh, sinh viên thay đồ 200 ngàn, spa tắm trắng 200 đến 300 ngàn, người nổi tiếng 400 ngàn, nhóm VIP đóng phí theo tháng 700 ngàn, được bảo hành và xem nhiều thứ khác nữa. Cứ thế, những thành viên có nhu cầu cứ chuyển tiền là sẽ nhận được tài khoản camera của người khác. Và chỉ cần đăng nhập các tài khoản ấy vào một ứng dụng phổ biến để theo dõi camera, các đối tượng này có thể thỏa mãn trên sự riêng tư của người bị hại. Mất an toàn an ninh tin của các cái thiết bị này nó có thể ảnh hưởng từ tới an ninh quốc gia, tới trật tự an toàn xã hội. Khi mà bị các cái đối tượng, các tổ tội phạm sử dụng vào các cái mục đích xấu, các cái đơn vị nghiệp vụ của ban an ninh phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng đã có cái nắm bắt cái thông tin và báo cáo lãnh đạo cục như báo cáo lãnh đạo bộ, cũng phải có cái sự phối hợp của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet trong nước và thậm chí cả các doanh nghiệp nước ngoài cũng phải có trách nhiệm. Bên cạnh đó, đường dây này còn có dịch vụ lắp đặt camera quay lén và bán clip quay lén nhà vệ sinh công cộng, phòng tắm ký túc xá sinh viên. 100.000 được 30 clip. Thậm chí, khi khách có nhu cầu hack các camera xung quanh thì chỉ cần cung cấp IP Wi-Fi là có thể hack được. Những hành vi này đều là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng, có thể bị phạt tù lên tới 15 năm. Cụ thể đối với việc xử phạt hành chính thì người vi phạm có thể bị phạt đến 70 triệu đồng. Ngoài ra thì những cái hình ảnh đó nếu được phát tán và gây ảnh hưởng đến uy tín danh dự nhân phẩm của bị hại thì có thể bị truy tố thêm tội danh là
truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy. Sự riêng tư cá nhân của nhiều người đang bị đánh cắp để trục lợi. Dù thủ phạm đeo chiếc mặt nạ ảo, thế nhưng hệ lụy mà những hành vi này đã và đang gây ra cho các nạn nhân là thật. Vâng, chắc hẳn là khi xem phóng sự trên thì nhiều quý vị sẽ chột dạ và kiểm tra lại camera của gia đình mình. Tại sao lại có quá nhiều camera bị hack như vậy? Thì chúng tôi có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc camera giám sát bị hack. Nguyên nhân thứ nhất, từ con người. Nhiều gia đình khi lắp đặt camera không đổi tài khoản mà vẫn để tài khoản mặc định của hãng. Như vậy thì các hacker rất dễ dàng truy cập vào. Ngoài ra, nếu như mà mật khẩu camera được đặt quá dễ hay còn gọi là mật khẩu yếu thì các hacker cũng có thể tìm được, bởi vì các hacker họ có một cuốn từ điển mật khẩu để thử các mật khẩu yếu. Đối với nguyên nhân thứ hai thì đó chính là từ thiết bị. Nhiều camera hiện nay chất lượng kém, có nhiều lỗ hổng trong hệ điều hành của chính thiết bị. Điều này dẫn đến việc là các hacker không khó để vượt qua các hàng rào bảo mật rồi xâm nhập vào thiết bị. Vâng, việc lắp đặt camera tưởng chừng là an toàn nhưng mà lại là con dao hai lưỡi. Bởi nếu như không được quản lý cẩn thận sẽ có thể để lộ dữ liệu cá nhân ra bên ngoài. Điều này bắt buộc người dùng các thiết bị camera phải thực sự quan tâm, chú ý và cẩn trọng. Thông thường khi mà xuất xưởng thì cái phiên bản trên cái thiết bị nó chưa phải là mới nhất. Thế thì việc đầu việc mình yêu cầu là mình phải nâng cấp cái phiên bản đó lên cái phiên bản mới nhất bây giờ. Thứ hai, đối với các thiết bị camera thì thông thường là sẽ có hai cái tài khoản. Hai tài khoản đấy nó đều có cái username, tức là cái tên đăng nhập và cái mật khẩu mặc định. Thì sau khi mà mình cái đơn vị triển khai cho mình thì mình phải yêu cầu là hướng dẫn tôi để tôi có thể đổi được cái mật khẩu đấy. Và mình nên đổi, nếu như mà họ cho phép đổi cả tên đăng nhập, đổi cả mật khẩu thì mình nên đổi cả hai cái đó đi. Và một điều nữa là trong cái quá trình mình sử dụng camera cũng thi thoảng mình cũng nên kiểm tra. Theo thống kê, hiện đã có hơn 80 quốc gia ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân và Việt Nam cũng đang từng bước thực hiện phương án này. Chính vì cái sự quan trọng của cái việc bảo vệ cái dữ liệu cá nhân nên chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công an dự thảo cái nghị định bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Và cái dữ liệu cá nhân này khi mà các cá nhân tham gia trên không gian mạng thì sẽ được chính phủ, các cơ quan chức năng bảo vệ theo các quy định của pháp luật. Và cái việc xâm phạm, cái việc mua bán, trao đổi các cái dữ liệu camera là cũng là cái hoạt động xâm phạm vào các quy định bảo vệ cái dữ liệu cá nhân. Vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân đang ngày càng trở nên cấp thiết. Mỗi cá nhân cần tự bảo vệ mình để cùng với nhà nước đảm bảo an toàn an ninh mạng, tăng cường niềm tin trong xã hội.